chắc con Ngọc hả? Có gì đi. Nè 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 Ly à, con là con xé đây nè. Nè, rip. Gì vậy? Gì vậy Ly đâu? Rip rồi nha. Trời ơi, nó quơ cơ kìa. Nè. Nè, rip rồi. Nike luôn, giờ biết Nike hả? Yeah. You know Nike? Yeah, that's a Nike. Where's your present? Này, có bây giờ. Nó có cái box còn đâu? Bây giờ bỏ ra. Hộp Nike mà đâu phải Nike. Oh, nice. Mom got the shirt today. You like it? Yeah. Ai cho con đây? Oh, Angela. Angela hả? Yeah. Rồi, anh cho đây. You mom. Wow, cái gì vậy? Nike. Cái gì hả? You like Mẹ it? Mẹ, that was a new Nike. Wow, học cho bộ đồ luôn. Mà xem bố like lắm vậy. Mà xem bố lắm vậy. Mà xem bự, bạn lớn, bạn. Cái hộp nhỏ, hộp gì kìa. Để hồi lộn mắt à. Nè có ai, nè có Christopher này nè. Nè có con ấy cho. Chắc lụ rồi. Bây giờ này của ai mà không có tên tuổi gì hết nè. Cammers là gì vậy? Đây rượu, rượu lạ vậy. Rượu này lạ vậy? Rượu lá. Oh. Wow. We're so free. Đâu Rio, open hết chưa? Yeah. Open hết rồi hả? Yeah, mà không có cho đâu. Cái nó kìa. Wow. Wow, chơi nè. Hả? Ooh. The letter P is blue. 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 Wow, chơi đồ chơi. Wow. Chị Kira có ra cho Leo nữa nè. Nhiều quá. Chỗ này gì ở đây? Kiểu này chắc anh Rio chơi trước quá. Wait, em sao mà em quay cái nhỏ vậy? Ừ, cái nhà mẹ kiếm cầu em nè. Em quay cái nhỏ, con quay cái bộ luôn. Ừ, cái này của mẹ Phương cho Rio nè. Bỏ cái Rio đi. Bỏ cái Rio. Nói cho Rio hả? Cái áo ấm đó hả? Đánh ra lấy tay ghê rồi. Trời, sao con kêu dài dữ vậy?
dừng ha, gấp luôn ở trong luôn á. Chúng ta bây giờ đó. Chúng bây giờ nè em ơi. Rồi rồi, kéo đi bây giờ. Rồi được không con? Nặng lắm. Con kêu hết rồi. Được không? Kêu strong quá. Kêu strong quá. Sao không mà mở được vui? Ôi mà Phương sao ấm như nào? Ai sao mà sốt dữ vậy? Sốt dữ lắm mà. Dạ. Hỏi mẹ Phương á, mà ấm sốt dữ vậy? Con mày có buồn nha, em à. Mày có nhỏ nha. Bây giờ nữa nè. Má xem nào mua cho bây giờ nữa nè. Ôi ơi, ly giòn mua nhiều quá. Đó đó. Đó đó. Mất xem rồi cho ly giòn đó luôn. Con vịt. Con vịt. Nói nhạc em nghe ra có ít nhạc rồi thôi. Tao nói nha, nó ngán hả? Rồi, bây giờ, mở này đi, con mở này có gì đó. Mình qua cho mất thêm cái này. Nhiều vậy? Nhìn chúng mặt em nè. Yeah, some header too. Dior luôn. Bây giờ biết Dior luôn. Ghê vậy. Yes, vậy. Dior. Bây giờ biết Dior luôn. Hay dữ vậy. Hả? Sao bây giờ biết Dior? Giờ ăn liều ấm nhiều dữ vậy. Ấm nhiều vậy. Ở mùa đông năm sau. Mày ai tặng, ai hợp gì đấy? Mày cái bà khách tặng anh nè. Có ai vậy? Nào. Tao đáp được cho bà đi. Mày của bà hả? Bà nào vậy? Có bà hả? Cái bà mà có con của Linh gì á. Linh gì nào ta? Subscriber. Mẹ Linh gì hả? Nhỏ này làm deep cái gì? Starbucks luôn. Này nhiêu ta? American Express nè. 25 đồng. Là muốn gì? Này mà muốn ở đâu được? American đi đâu? American Express. Giống như gift card vậy đó. Mà mua cái nào được? Thì mua cái nào cũng được đó. Chỗ nào cũng được hết nè. Nhà băng mà 25 đồng còn trong đó. 25 đồng. Này cho ai đây? Rồi, xem cho Dung nè. Chắc cho gụ luôn á. Mẹ